Tiếp theo xin mời anh Trần Ngọc Linh. Dạ thưa bác nhân, con có một số thắc mắc xin hỏi, con tên là Trần Ngọc Linh ạ. Câu thứ nhất ạ, thánh mẫu là chỉ cho vị nào, có mấy vị thánh mẫu? Thánh là thánh, mẫu là mẹ, bà mẹ, bà mẹ thánh, thánh mẫu rồi người ta gọi là mẹ thánh. Thánh là hiển linh, mẹ hiển linh, nó gọi là thánh mẫu. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ, nước cực lạc ở đâu, có mấy loài nước cực lạc ạ? Nước cực lạc thì nó có hai loại nước nào, ở trái đất hay là trên trời? Ở trái đất nước cực lạc là cái nước nào cho vui chơi sung sướng tột cùng, gọi là nước đó là nước cực lạc. Ở đâu, trái đất này chỗ nào? Qua Las Vegas, Mỹ á. Cái vùng đó thuộc nước cực lạc á. Thấy không? Dạ câu tiếp theo ạ. Còn ở trên trời á là nước tịnh độ, thuộc về nước cực lạc. Nên nó ăn roi xong rồi. Rồi đó, trên trời cũng nước cực lạc, ở nước tịnh độ. Còn ở ở trong này, ở trái đất này là nước Mỹ, mà có cái vùng Las Vegas, gọi là nước cực lạc. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ. Linh Sơn là nói ở đâu ạ? Linh là linh hiển, sơn là núi. Cái núi nào mà gọi là người ta tới người ta cúng lại nhiều là nước đó thường gọi núi Linh Sơn. Mà ở đây ở trong miền Nam mình chỗ nào? Núi Bà Đen á. Vì thế mà Linh Tử Tư để câu Linh Sơn thánh mẫu. Núi Linh Sơn, núi Bà Đen nó thuộc về núi Linh Sơn. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ, tu tứ niệm xứ là tu làm sao và thành tựu được gì? Tu niệm xứ là tu tưởng nhớ bốn nơi. Tứ là bốn, niệm là nhớ, xứ là nơi, nhớ bốn nơi. Nhớ để làm gì? Trái đất này con muốn tìm tiền bằng gì? Bây giờ tu để mà giàu thì con phải đi tìm cái tứ niệm xứ con tu. Con tu con học cho giỏi qua bốn cái xứ đó, con nói qua xứ Mỹ á, qua xứ Tây, xứ Nhị, xứ Hàn, xứ Úc, xứ Nhật vậy đó. Tìm bốn cái xứ nào mà giàu nhất trái đất này đến con giảng thì con có tiền nhiều lắm. Đó là tu tứ niệm xứ. Dạ, câu tiếp theo là tu tứ diệu đế là tu làm sao và thành tựu được gì? Tu tứ diệu đế, tứ là bốn, diệu là mầu nhiệm, đế là vua. Tu tứ diệu đế để trở thành ông vua có bốn thứ mầu nhiệm. Người ta gọi là bốn ông vua thánh. Tu tứ diệu đế để trở thành bốn ông vua mầu nhiệm. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Dụng công ngồi thiền thành quả cao nhất là gì ạ? Dụng công ngồi thiền chứng quả cao nhất, A-la-hán. Trái đất này dụng công mà tất cả gì dụng công ngồi thiền cao nhất là A-la-hán thôi. Vì A-la-hán đó là nó đạt được cái niết bàn tịch tỉnh. Cái bởi vì trong cái niết ở trong thế gian này nó có hai cái loại niết bàn, gọi là niết bàn bảo sở. Niết bàn bảo sở là nó nằm ở bên thế giới Phật, hay gọi là niết bàn bảo sở. Còn bên nay thế giới này gọi là niết bàn hóa thành, có nghĩa là tạo ra thì nó có thời gian. Đó, tu ở đây tu mà cao nhất là A La Hán, được niết bàn hóa thành. Niết bàn hóa thành nó so sánh với niết bàn bảo sở chỉ bằng một ngày hay một giờ mà thôi. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo là ngũ ấm ma là gì ạ? Ngũ ấm ma, ngũ là năm, ấm là cái bình hoặc cái kho. Cái kho chứa dơ bẩn ở trong, cái kho tham lam đó là ngũ ấm ma. Nó chứa bằng cái gì? Con thấy cái gì cũng đem vô cái kho này. Con thấy mà con tham á, con thấy mà không tham được. Thấy tham, nghe tham, rờ tham, biết tham, suy nghĩ tham, đem vô cái kho này, nó chứa đầy, gọi là ngũ ấm ma. Rồi câu hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo ạ, tu quán thoại đầu là tu làm sao và thành tựu được gì? Quán thoại đầu là quán trước câu đầu nói là cái chữ gì. Thí dụ nói trước khi mẹ ta chưa sanh ra dạy ta là ai, là quán thoại đầu. Hoặc cái câu thứ hai, ai mang thân này đi, ta sống đây để làm gì, gọi là quán thoại đầu. Đó, quán thoại đầu rất nhiều câu, nhưng mà đưa một hai câu cho con hiểu thôi. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, câu tiếp theo là tu dẹp vọng tưởng là tu làm sao và thành tựu được gì?
tu dẹp vọng tưởng là ngồi con người ta nó phát ra cái vọng tưởng giống như là biển á, nó phát ra cái lượng sóng. Con ngồi con dẹp cái vọng tưởng con giống như cái cây mà nó rụng lá đó, ra cái nào con quét nó ra, nào quét nó, con quét hết. Con hết đó gọi là diệt tận định, thành A La Hán ngài, gọi là thánh bất động lượng. Đó. Thế gian này giống như mà con muốn dẹp sóng biển á. Con ngồi con dẹp hết đi, dẹp hết sóng biển con thành. Mà nên nhớ là con dẹp mà con đè quán hơi con điên. Thấy không? Mà nó quá sức của con mà con ép một cái là nó quá sức cái thành điên. Tiêu dẹp vọng tưởng coi chừng mới dẹp được chút xíu mừng lắm. Mà khi mà ép mà diệt rung một cái đó rồi, nó quật con kể như điên luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo là tu biết vọng không theo là tu làm sao và thành tựu như thế nào? Ai cũng có cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng là do cái tim của mình nó đập nó phát ra, nó phát ra cái tưởng. Rồi mình ngồi mình dẹp. Vì thế mà mấy người dẹp á, con ngồi dẹp mà có tim con đập mạnh quá, con dẹp nó trở lại bình thường con rất vui. Còn mà con ép cho nó cứng ngắc là sao? Tim nó không đập nữa là sao? Nó chết tại chỗ luôn. Còn nếu không chết thì chắc cũng què. Đó, mà thành tựu của tu dẹp vọng tưởng, một cái là thành thánh A La Hán, hai là thành người liệt thân bất động, liệt thân một bên. Nó ai cái thành tựu muốn cái nào? Muốn thì người thần bán thân bất tội là muốn người vui ăn vui. Đó, tu dẹp vọng tưởng nó có hai cái trường hợp đắc đạo. Vì thế có nhiều người tu dẹp vọng tưởng đi cà què. Nào gọi tiếp đi. Dạ, đạo Phật khác với đạo khác là gì? Tất cả đạo khác thì một pháp môn tu, còn đạo Phật tới 6 môn pháp môn khác. Mà đạo Phật nên nhớ rằng căn bản đạo Phật 5 pháp môn đầu gọi là dạy công thức. Pháp ba môn sau thì dạy công thức trở về. 5 pháp môn đầu là công thức luân hồi, một pháp môn thứ 6 là công thức giải thoát, còn các đạo khác hiển linh thôi, tất cả đều tập trung về hiển linh. Đạo nào giờ là hiển linh là số 1. Đạo Phật không có cái này. Nhưng mà hiện giờ có nhiều thầy, tại sao đạo Phật ra linh? Tại ổng hô thần nhập tượng, ổng đưa ông thần vô thì nó là hiển linh. Nó khác là khác vậy thôi. Bên kia không cần hô thần nhập tượng, mà bên kia tự nó hiển linh. Còn bên này muốn hiển linh phải hô thần nhập tượng mới hiển linh được. Nó khác là khác ở chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo ạ. Địa đàn là nói ở đâu, có mấy loại địa đàn ạ? Địa đàn á, địa là đất, đàn là đường, đường đất. Mình ở đây nè, mình đi dưới này gọi là đường đất á, là địa đàn. Còn mà địa đàn mà con lên núi, nó cũng địa đàn mà nó trên núi á. Nó có hai loại. Người ta nói là, đây nó giải thích, nó nhiều cách giải thích. Ở địa đàn đường đất, còn cái đàn mà trên trời đó là đường nào? Đàn hàng không đó gọi là đường trên trời. Người ta thành ra các nhà các phi cơ nó là đường hàng không, đường đi trên trời và đường đi dưới đất là có hai đường. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ câu cuối cùng ạ. Thiên đàn là nói ở đâu, có mấy loại thiên đàn? Thiên là trời, đàn là đường trên trời. Thì bây giờ thì theo kinh ông Phật cũng nói lại thì trên nó có một thôi chứ không có hai. Lên đó con nên nhớ là một điều, mấy người mà tu mà lên thiên đàng ở không ở nhà nha. Ở đâu? Ở ngoài đường á, đường ở trên trời chứ không có vô nhà. Đó, tu lên thiên đàng ở phải lên ở ngoài đường. Nhớ nè. Thiên đàng không có nhà, không có vô nhà được. Rồi. Dạ con xin hết ạ.